đi co Không đi qua rồi. Không mà sao sau này nó nữ đâu anh ạ. được chưa? Ừ. Đi có linh như ạ. Bây giờ hướng dẫn các bạn cách truy cập vào. Máy anh cắm rồi. Dụ các bạn muốn vào lấy 3D của các trang web của hãng này, các bạn gọi đấy. Được. Rồi. Rồi. Ok. Nha. Khi các bạn lấy các cái dữ liệu 3D từ trên các cái hãng ấy, các bạn cố gắng nếu như nó là bản vẽ nắp thì các bạn thực hiện cái thao tác copy cái tên của bản vẽ nắp vào cái thân body chính của cái chi tiết để các bạn làm thư viện. Sau đây xong rồi các bạn chọn tất cả những cái path còn lại, bạn kích chuột phải chọn vào Common Component Property, chọn Exclude để nó không xuất hiện trong cái bảng bom nít nếu như cần bạn giải trình chi tiết, còn lại các chi tiết khác thích. Thế thì với những cái chi tiết như thế này, những chi tiết nào mà liên quan đến chuyển động thì bạn sẽ làm chuyển động, còn những cái chi tiết nào mà liên quan đến thích thì bạn phải cố gắng thích nó lại, chọn thích. Thì bây giờ chỉ còn mỗi cái chi tiết này đang chuyển động thôi. Rồi bây giờ các bạn thực hiện các cái lệnh mesh để làm mô phỏng khi các bạn đưa vào các cái 3D. Mesh này. Chọn. Nhập giá trị 0. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhập cái giá trị hành trình, con này hành trình 75, bạn nhập hành trình 75. Nhập thử 75 kiểm tra xem nó đi về hướng nào. Rồi đúng hướng rồi, click OK. Rồi. Thế thì cái xin anh này mình đã mô phỏng được ra vào. Đúng không? Mà tất cả những cái này, những cái chi tiết mà nó không liên quan, nó sẽ không gồm trong Gomit mà chỉ có mỗi cái này thôi. Thế thì khi các bạn new thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Để làm gì? Để khi nó xuất hiện trong các cái bảng Gomit Path ấy, nó chỉ gồm những cái đấy thôi mà nó không gồm tất cả những cái thứ linh tinh lằng nhằng làm gì cả. Rồi xin anh hai nòng EX SM 10 SL SLZ CXF ZN cứ bình tĩnh, nòng súng hay nòng đạn nòng thì nó phải là thấp nòng súng rồi nòng súng bây giờ ở đây là xa này, số lượng hôm trước này các bạn đè hết đi để đảm bảo nó không xuất hiện vật liệu cũng như các thứ này nọ, vì nó là hãng mình không cần thể hiện những cái thông tin đấy làm gì cả. Ok đấy, mình khi mình new lên như vậy thì mình làm polymer thì nó sẽ giúp cho cái việc công đoạn tiếp theo của mình ok, kể cả trong cái bản vẽ nắp này cũng thế. Cố gắng làm sao mà kiểm soát toàn bộ các cái thông tin đầu ra đầu vào. Mình sẽ để một số cái trường, ví dụ như sắp year này, và để SMC này, để hết những cái thứ linh tinh đi. Mã dây, mã giết ở thì nó cũng có các cái thông tin đầy đủ, nhưng mà mình không cần quan tâm đến cái đấy. Khi mình làm quen rồi thì mình cần quan tâm đến
những cái thông tin cơ bản thôi. Đấy, Catalog này, Submitter này để mình quản lý cái trường thông tin để phục vụ cho cái những mục đích phía sau. Rồi, new lại. Sau khi mình new lại xong thì mình đưa vào các cái 3D ấy, thì nó sẽ không xuất hiện những cái thông tin mà mình không muốn nữa. Thì đấy là mình xử lý dữ liệu trước khi mình đưa vào, chứ không phải cứ hùng hùng xong rồi đưa vào xong rồi lại nay hoay các kiểu. Mết thì các bạn cố gắng mết theo điểm kiểm soát và đường vị trí kiểm soát, tránh trường hợp mà mết loạn xạ lên xong rồi cuối cùng không biết là nó đi đâu về đâu cả. Cố gắng đưa mọi thứ về giữa để làm gì, để làm cho nó đơn giản, chứ không phải là cứ thích nào. Tất nhiên là có rất nhiều cách mết, thế nhưng mà mình phải cố gắng chọn cái phương tiện mết và cái cách thức mết làm sao cho nó hợp lý, để tránh cái tình trạng mà mình cứ đi mình xử lý đi mình xử lý lại rất mất thật nhiều thời gian mà lại không giải quyết được việc gì. Trước khi các bạn đục lỗ, các bạn sẽ kiểm tra xem cái lỗ này nó bao nhiêu. Lỗ này là lỗ 3.4 thì nó chỉ là M3 thôi. Còn lúc đấy mình đục là đục M4 thì mình lúc đấy mình đục để mình làm nhanh thôi. Sau đấy mình kiểm tra xong thì bắt đầu để mình xác định tọa độ rồi mình chuyển nó thành về M3. Đấy. Để làm gì, mục đích để làm gì, để mình làm các cái động tác kiểm soát cơ bản. Được chưa? Rồi bây giờ ở đây nó có một số cái lỗ để đục cho nhiều xi nhan khác nhau thì mình cũng cần phải kiểm soát lại một tí. Rồi vậy là anh đã tính cho 5 đến 6 7 trường hợp khác nhau cho từng cho một cái dự án như này để phòng trường hợp nó có vấn đề. Thế nhưng nếu có vấn đề thì nó sẽ xảy ra cái vấn đề gì thì những cái này mình đều phải tính toán trước. Để làm gì ạ? Để cho cái việc mình triển khai ấy, nó ok. Thế bây giờ nếu như mình thay đổi xin anh này thì mình sẽ phải thay đổi cái kẹp này. Cái con này thì mình cũng phải kiểm tra lại cho nó đúng cái size này không, bàn giao cho anh công cái size này. Bây giờ phải mua cái thay mực cho cái dự án máy test thổ khí. Thì đến cái công đoạn này là anh đã chèn cho bạn trí công là tận 3 loại xi nhan khác nhau. Một là xi nhan gốc của nó là con này, con MGQM1285. Đây là bên mình sẽ lắp được cho một con này để mình lắp trả vào vị trí đúng. Còn một cái con mà nữa là con CX SZN7575 này mình sẽ mua để mình lắp vào. Vậy thì trên một cái bộ rích, trên một cái thân rích như này là anh đã làm và tính toán để bắt được hai loại xi nhan khác nhau, tức là mình dùng được cho một cái của mình cần làm mới là nguyên cả bộ này. Một cái thì là sẽ dùng cái xi nhan cũ của nó bê nguyên xi này lắp vào cái đế đây này là xong. Thì công để ý. Còn lại thì mình sẽ chế tạo nguyên xi một bộ như này. Đây. MGQM được chưa? Thì kiểm tra con này lại để sửa. Đấy nhá. Còn lại bây giờ sẽ sang cái nội dung chính. Hôm trước thì anh có training qua về cái nội dung về tấm rồi ấy. Thì hôm nay để quên nhầm, anh đi về làm cá đi. Tí nữa nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, lại có từ từ anh đang phải chat tí khách hỏi. Đang quay mà. Không ngờ là bắt ăn thì ăn được. Rồi. Đấy là hướng dẫn cho các cách các bạn cách setting một cái chi tiết 3D của hãng để vào các bạn đưa vào thư viện trong quá trình dùng. Rồi hôm nay anh sẽ bỏ qua cái nội dung dạy tấm, chuyển sang vẽ cho các bạn một cái băng tải. Thế bây giờ quay ngược trở lại một cái băng tải thì nó sẽ gồm những cái gì, đúng không? Một cái băng tải. Bây giờ anh sẽ mở ra một cái ví dụ một cái băng tải để cho các bạn biết cái vào một cái băng tải beo và một cái băng tải Zoller nó sẽ khác nhau cái gì. Thì hôm nay để giải quyết cái bài toán của bên An Trung tập đoàn An Phát thì anh sẽ làm trực tiếp luôn cái sản phẩm đấy để cho các bạn mường tượng được. Đúng ra là sẽ làm một cái băng tải con ăn, thế nhưng mà sẽ view ra cho các bạn cái một cái băng tải khác, vẫn là băng tải con ăn, còn đâu sẽ dạy cho các bạn vẽ cái băng tải beo. Thì vẽ băng tải beo nó có rất nhiều loại khác nhau, rất nhiều cái kiểu dáng rồi thiết bị, nên là đòi hỏi nó rất là rộng. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái mục thư viện để chúng ta xem là cái con ăn nó sẽ như thế nào, xem qua đó nhé để biết. Còn lại sẽ hôm nay sẽ vẽ nhanh thì một cái băng tải rất nhanh. Mới mua về. Mua về giá này. Mua về vài hôm. Tuần vài gì nữa. Chín thành đêm. Vậy ạ. Đi sai không đi sai. Băng tải. Đây là một loại băng tải con lăn ghép xiên. Các bạn nhìn thấy không? Thiết kế theo dạng module layout. Thì ở đây là cái này đã được chỉnh rồi nên là nó sẽ bị nhảy, nhưng mà hoàn toàn có thể xử lý được. Để làm cho nó ok. Đây, ví dụ các bạn nhìn đi nhá. Con này đang là 410. Nó đang bị lỗi tọa độ. Bạn mở SolidWorks ra, các bạn đừng lo lắng quá nhiều. 570. 410, 570. Khi mình biết cách xử lý thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản. Đấy, 510. 570. Trừ đi 60.
Đấy. Nó về đúng cái chân tiêu chuẩn, thì các cái chân này được thiết kế tương đối tiêu chuẩn rồi, chỉ có tinh chỉnh lại thôi, là toàn bộ là dạng lắp ghép hết, không có một cái nào là không lắp ghép ở đây cả. Thế thì các bạn nhìn thấy con năn đấy không? Thế thì bản thân một cái băng tải con năn ấy, nó sẽ gồm có hai phần, một phần là gì, một phần là khung, chia ra cụ thể là chia thành ba phần. Một phần sẽ là toàn bộ cái phần khung trên, hai là phần khung chân, ba là con ăn. Thế thì con ăn nó có nhiều loại, con ăn tự do, con ăn chuyển động. Con chuyển động thì nó rất nhiều loại con ăn chuyển động. Con ăn tự do thì nó chia thành rất nhiều loại, con ăn tự do tự hãm, con ăn tự do giảm tốc, con ăn tự do tức là gì, nó bản thân nó quay tự do, nó không có một chịu tác động bởi bất kỳ cái gì cả. Rồi thì đây là một cái mô hình dàn con ăn. Thì cái cách thức mà để vẽ một cái dàn con ăn thì nó không khó, nó khó ở cái chỗ là tùy từng bài toán mình sẽ vẽ khác nhau. Thì đây ví dụ ở đây là cái bài toán liên quan đến một con ăn thẳng, một dàn con ăn thẳng này. Thì các bạn nhìn thấy nó gồm có một cái pham C. Cái pham C này nó có rất nhiều loại, vì thông thường pham C nó có một cái chữ C này thôi, thì có thể là có gập cạnh này hoặc có thể không gập cạnh này. Đấy, sau đấy là các con ăn tự do này thì các bạn không cần quan tâm đến cái việc là cái cấu tạo con ăn tự do này như thế nào, mà bạn chỉ cần lấy được cái 3D của một cái con ăn tự do tiêu chuẩn hóa của công ty, các bạn đưa nó vào cái layout, thế là nó ra được chưa. Còn lại không cần quan tâm là cấu tạo nó như thế nào, còn bản thân khi các bạn sâu muốn sâu cấu tạo thì đây ạ. Thì cái con năn ấy thì nó sẽ gồm có ba phần cấu tạo cấu thành, gồm có ống con năn, có trục con năn và gối hai đầu con năn. Gối hai đầu con năn thì tùy vào loại nó có rất nhiều kiểu khác nhau. Thì ở đây là một trong những cái kiểu mà anh đã thiết kế từ rất lâu rồi, là muốn sản xuất tiêu chuẩn hóa nó. Tức là gì, mình sẽ làm từ A đến Z để mình nội địa hóa và mình khắc logo của công ty lên đây. Độc nhất vô nhị. Để làm thế nào nó ra là cái hình này thì hiện tại này đòi hỏi phải có tiền để đầu tư, để làm khuôn, để làm thiết bị, thì để dập thử thì nó mới ra được, chứ không thể tự dưng nó ra là cái hình mình muốn. Thứ hai là để làm được cái này thì phải làm với số lượng rất là lớn, nếu số lượng khoảng tầm một vài trăm con thì cái chi phí sản xuất nó rất là lớn và nó không thể đao giá được. Thế nhưng mà mình không thể nghĩ như thế mãi được, bởi vì bản thân nếu như mình nghĩ như thế mãi thì sẽ không bao giờ mình có thể mang một cái sản phẩm mang tên thương hiệu Việt và là mình có thể làm được. Thì đây là một cái con ăn tiêu chuẩn nhé, tự do này. Tự do thì nó có rất nhiều loại, một là trục thẳng, trục thì có hai loại chính, một là trục tròn trơn, hai là trục lục giác. Cái trục tròn trơn thì nó lại có rất nhiều cái option ở hai đầu, một là có lỗ taro gen ở hai đầu thì vân vân, rồi là trục có quay cạnh chống xoay, rồi trục có khoan trơ chốt cài. Các bạn cũng đã được trải nghiệm ở cái dự án cấp nước rồi, được chưa, là trục tròn quay bọc đúng không, có rồi lại có cả chốt chặn, trục tròn chốt chặn được các cái con ăn tự do ấy. Rồi bây giờ thì các bạn mở rộng, khi mà các bạn vẽ layout hoặc là khi các bạn vẽ con ăn thì nó cũng không có gì phức tạp, cũng cũng không có gì khó cả. Thì các bạn cứ vẽ như thế này là nó ra cái dàn, nguyên tắc một chiều dài của con ăn, dàn con ăn thì thường người ta sẽ làm tối đa 2 mét, tức là một module là tối đa 2 mét để khoảng cách chân này đủ chịu tải, hoặc là 1,5 mét, chứ người ta sẽ không làm cái dàn dài 3 mét, bởi vì nếu làm dàn 3 mét thì phải giữa phải có một cái chân nữa, chứ nếu không cái sàn nó sẽ bị, ở cái khung C nó sẽ bị võng. Thì thông thường người ta tiêu chuẩn thì người ta làm là 2 mét hoặc là 2,4 mét hoặc là 3 mét hoặc là 6 mét. Thế nhưng mà thường người ta chỉ làm 2 mét, cùng lắm là dài là 2,4 mét là cùng. Được chưa? 2,4 mét thì bố trí làm sao hai cái chân này này nó phải nằm khoảng cách tương đối,
Thì đấy là cái kỹ thuật liên quan đến cái việc mình làm dàn băng tải. Con ăn. Thì hôm nay anh sẽ không đi qua vì bởi vì cái này nó chưa phải là vấn đề cần thiết ở ngay bây giờ mà các bạn phải vẽ được băng tải beo. Thế thì bây giờ anh sẽ mở ra một cái loại băng tải beo. Dựa vào trên các cái dự án mà mình đã sẵn thì có hai loại băng tải beo mà mình cần làm. Một là băng tải beo với dạng kết cấu dạng khung kết cấu dạng thép hoặc bằng inox, hai là khung kết cấu bằng nhôm profile. Thế bây giờ sẽ truy cập vào cái nơi mà mình từng làm những cái dự án tương tự để các bạn nhìn qua, xong bắt đầu nhìn qua rồi phân tích tình hình thì sẽ vẽ cho các bạn nhanh, lướt qua nha, để các bạn biết là cấu tạo một cái băng tải mà vẽ một cái băng tải nó sẽ như thế nào. Còn hôm sau sẽ đi vào chi tiết là từng cụm một nó sẽ như thế nào thì nó mới nhanh được, thời gian tưởng tượng nó cũng rất là ngắn. Nên là nếu mà hôm nay mà dạy sâu hết thì là rất là khó để các bạn nhìn thấy hết được các cái vấn đề. Trong khi cái băng tải ở băng tải beo này cũng bên Anger cũng đang yêu cầu anh vẽ một cái băng tải để chuẩn bị làm. Thì ở đây mình sẽ vào cái dự án mới này là đã có mã dự án rồi đấy. Đây vào vẽ trên dự án nền cơ bằng tải 3 mét. Đây ạ. Thế thì hôm nay anh sẽ giới thiệu sơ qua về cái loại băng tải đơn giản nhất, đấy là băng tải beo với hai quả lô ở hai đầu. Một quả lô là quả lô chủ động, một quả lô là quả lô bị động. Quả lô bị động có nhiệm vụ căng beo, quả lô chủ động thì có nhiệm vụ là tạo chuyển động để cho nôi beo chạy. Thế thì đây là một cái kết cấu thông thường của một cái băng tải, bây giờ anh sẽ ẩn đi một phía. Đấy, các bạn nhìn tưởng tượng nó đơn giản, nó chỉ có ba cái thành phần chính. Một là cụm khung phía trên, hai là cụm khung chân, ba là cụm chuyển động. Các cái cụm chuyển động đây, có cụm chuyển động là cụm tạo chuyển động này, cụm căng beo. Thế thì bản thân ấy, với những cái loại khung dạng băng tải mà dạng kết cấu thì thông thường người ta sẽ sử dụng ổ bi tự lượng. Đây là một trong các loại ổ bi tự lượng, có rất nhiều loại khác nhau, nhưng mà thông thường thì nó sẽ sử dụng các loại, một là loại mặt bích vuông, hai là loại đầu tròn và có 3 lỗ ở đây như trên cái hình các bạn làm, thì nó có từng mã riêng lẻ, thì mỗi một cái mã nó sẽ riêng. Thì đây là dòng SUC, được chưa? Thế thì bây giờ mình sẽ đi vào, nếu như bây giờ mà mình sẽ đi vào cái việc mà truy xuất kích thước từ nguồn gốc xuất xứ thì nó sẽ tương đối là mất nhiều thời gian, cũng như là để ra cái nội dung ở đây ấy, thì là tương đối mệt, tại vì các bạn phải tra ống này, tra nguyên liệu này, tra phôi này, rồi tra chi tiết này nó mới ra được. Thì hôm nay sẽ tập trung vào nội dung chính là vẽ cái khung cái băng tải trước, sau đấy tính đến cái hôm buổi sau thì sẽ là vẽ các cái con năng chuyển động và cái con năng căng beo này. Thì thông thường các bạn được giới thiệu, được hướng dẫn qua thì các bạn đã có thể nắm bắt được đề bài rồi, và các bạn có thể vào đấy các bạn xem những cái mô hình hoặc là những cái bản vẽ có cái dự án nó đã có sẵn ấy. Các bạn có thể học hỏi, các bạn có thể tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, chứ không cần nhất thiết là phải anh phải dạy chi tiết. Thế nhưng mà anh vẫn phải làm chi tiết để cho các bạn nhìn qua, nhìn thấy được nó như thế nào, được chưa? Thế thì đấy là sơ qua thôi nhé. Còn đâu để thực tế thì nó có rất nhiều vô vàn các bài toán khác nhau để các bạn phải thay đổi. Rồi. Thế bây giờ sẽ làm dạng đơn giản nhất nhé.
Thế thì bây giờ mình sẽ sử dụng là làm cái băng tải beo dạng nhôm profile hay là làm dạng băng tải với form kết cấu khung nào, chốt như nào? Cứ công rồi nào, ok, bắt đầu nhôm nhá. Bây giờ chúng ta sẽ mường tượng là một cái băng tải mình sẽ có mấy phần, các bạn sẽ tự chủ động sắp xếp theo thứ tự mặc định mà các bạn nghĩ trong đầu. Mình phải phác họa nó ra là một cái băng tải nó bao nhiêu cụ thì mình bắt đầu tạo các cái bản vẽ. Thì đầu tiên là cái khung chân, cái khung băng tải. Thế thì bây giờ cái khung tải mình vẽ cái khung băng tải trước thì mình sẽ nó sẽ là chi tiết thứ nhất đúng không? Bây giờ bắt đầu cái này out. Giả định mình đang cần một cái băng tải có bề rộng làm việc là 400, chiều dài làm việc là 5 mét. Được. Thế thì mình sẽ phải vẽ cái băng tải đấy nằm trong cái không gian làm việc như này, chứ không thể nó nằm ngoài cái không gian được. Thế thì mình phải xem là cái băng tải của mình nó sẽ như thế nào. Nhưng thường thì nếu như băng tải có hai quả lô mà dài 5 mét thì thường người ta sẽ không làm, thì nó rơi đâu đấy khoảng tầm 2 mét rưỡi đến 3 mét thì người ta sử dụng dùng băng tải hai nô. Thì bây giờ anh sẽ làm cho đơn giản hóa để nhập cho đúng như, thì anh sẽ để là 3 mét. Sau khi vẽ layout xong thì mình layout mình sẽ lưu nó ra để mình làm gì ạ, để mình quản lý. Thế bây giờ còn lại là khung nhôm định hình ấy, thì tùy từng bài toán, tùy từng yêu cầu, mình có rất nhiều cách để vẽ. Thế nhưng bây giờ anh sẽ vẽ cách mà dễ làm nhất, là chuẩn nhất, chính xác nhất. Còn lại thì có thể ăn bớt, có thể tiết kiệm, có thể tối giản đi, nhiều cách khác nhau. Bây giờ mình sẽ tiếp vẽ cái biên dạng bên trong. Thế thì bây giờ là mình sẽ vẽ này, đúng không? Thì bản thân cái con ăn ấy, ở đầu này, ví dụ đang ở đầu này là đầu rộng quá, thì mình sẽ vẽ nó như thế nào. Bây giờ trên vào layout lại, mình sẽ vẽ ở đây, giả sử mình lắp con động cơ đây đúng không, thì mình sẽ giả định cái động cơ của mình nó nằm ở đây, được chưa? Tùy vào từng loại động cơ nhé, mình cứ giả định thôi, còn tôi thực tế nào mình sẽ điều chỉnh sau. 50, khoảng cách là 20, độ dày 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 của động cơ đấy khoảng tầm 150, chiều dài của cả cơ gồm cả hộp giảm tốc khoảng tầm 450, được chưa? Cái con ăn mình đang sử dụng nó là tầm bao nhiêu ạ? Tầm 80, hoặc là ví dụ như con này là 3 mét hoặc rộng 400 thì mình chỉ cần sử dụng con ăn là 60 thôi, không cần phải dùng đến to làm gì. Vậy để là 60. Đấy, trên cái layout mình vẽ như này để mình mường tượng luôn được là cái gối con lăn cũng như là cái các thứ. Đây là con lăn tăng chỉnh, mình cũng tương tự, mình cũng dùng dùng kích thước luôn, nó là 60, được chưa? Hoặc có thể là to hơn tí, ví dụ như mình có thể là dùng 62 hoặc là 64. Cái 64 hay 64 hay là 6 bao nhiêu ấy thì mình xem là mình có mua được cái vật tư đấy không. Thì nếu mình vẽ mà mình không mua được cái vật tư đấy thì đương nhiên là sẽ không dùng được, được chưa? Thì đây chính là cái layout sơ bộ để mình làm trong cái phần tiếp theo rồi. Ở đây mình muốn lắp cái gì, hoặc muốn lắp cái gối gì thì mình sẽ để cái khoảng cách ra đâu đấy tầm 25, được chưa? Bên này mình sẽ phải để chỉnh ra chỉnh vào được, thì mình sẽ phải phải làm, một là mình làm bằng để nếu như nó chỉnh tăng thì nó sẽ dài ra. Nhưng trong trường hợp, một số trường hợp mà mình bị khống chế không gian ấy, thì nó không được, khi mà chỉnh thì không được phép vượt quá, thì mình phải làm âm đi. Tức là đáng khách hàng người ta cần dùng 3 mét, thì mình phải làm là 2 mét 950, được chưa? Thì mình sẽ để cái khoảng tăng chỉnh nó sẽ là 50 mm, được chưa? Rồi, thích ok này. Bây giờ tiếp tục các bạn xem là khung định hình thì có vấn đề xảy ra về khoảng cách 3 mét này, mà phải có cái gì đỡ ở giữa đúng không? Thì nếu muốn ở giữa thì nó phải có tấm sàn đúng không?
sàn đỡ beo, nếu không thì cái sản phẩm để đến đây đặt đặt trên cái tấm beo nó bằng tựa nó cong mất. Thế thì mình sẽ phải bố trí các cái thanh rằng ở thế này, đúng chưa? Thế thì bây giờ mình sẽ làm cái thanh rằng đấy, bố trí nó như thế nào để hợp lý. Mình phải xây dựng theo kiểu mô đun tiêu chuẩn chứ không thể là vẽ cái sandom được. Thế thì bây giờ mình sẽ làm cái mô đun tiêu chuẩn này. Giờ kiểm tra đó, nhân bản nó đi, nhân bản luôn trong cái neo nhé, chứ không phải lại 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 hoài mãi. Ví dụ mình muốn cái khoảng cách đấy là khoảng tầm 100 hay là 1 mét chẳng hạn, là một mô đun mình sẽ phải để cái này ở trạng thái như thế, được chưa? Rồi bây giờ tiếp tục thì các bạn sẽ có thể dùng các cái lệnh tương tự để các bạn làm. Để kiểm soát, đây là các cái chuỗi kiểm soát để mình làm sao đấy là mình kiểm soát được cái đầu cái quang tải. Rồi mình để đầu hai cái đầu quang tải này sẽ là khoảng tầm 100 cách cái con ăn chủ động, rồi con ăn chủ động 100 là mình sẽ cho nó bằng luôn, được chưa? Thì mình đo cái kích thước này xem nào, thế này khoảng cách này như này ổn chưa? Vậy mà một cái tấm mặt sàn mà mình để là 1m2 thì đương nhiên là nó có nó cũng tương đối xa đúng không? Thế thì bây giờ mình chuyển nó thành 4 xem thế nào. 4 thì nó sẽ nhảy ra một cái đoạn này đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ phải sửa lại đoạn này. Rồi, di chuyển vào. Rồi. Ok, vậy mình thấy khoảng tầm 800-600. Vậy là ổn đúng không? Rồi, ok. Rồi bây giờ bắt đầu bạn đưa lên môi trường 3D này, các bạn vào Wellman này, các bạn vào Shop Member này, các bạn chọn Aluminum Profile này, chọn Profile của công ty này, các bạn chọn size 30-60 này, được chưa? Các bạn kích này. Rồi ạ. Các bạn đưa nó vào vị trí này, được chưa? Bên này nó là hai giải nó đối xứng nhau thì mình không làm như thế được, giải mình phải làm thêm một cái nữa, new group, xong rồi chọn này, định vị vào góc trên để cho nó bằng mặt đấy, được chưa? Vậy là cái nhôm profile nó nằm phía bên ngoài của cái biệt dạng đấy để đảm bảo cái beo nó nằm ở bên trong. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ kèn các cái thanh ngang. Thì do các cái thanh ngang này mình đang chuyển ở giữa rồi nên là mình sẽ cần phải làm nhiều lưu cũ mà mình để luôn luôn ở giữa luôn và đẩy nó xuống dưới bằng, được chưa? Đấy các bạn nhìn nhé, thì cái điều chỉnh góc vào local profile để chọn cái điểm mình muốn nó ràng buộc. Rồi bây giờ chúng ta đã hoàn thiện xong cái farm của cái tải beo, thì các bạn nhìn lại farm. Chúng ta làm ý theo tên thì không thể như một cách gian đo được. Đây chính là một cái khung nhôm định hình để dùng lắp ráp băng tải. Thì cái thanh nhôm này với cái thanh nhôm này nó liên kết với nhau bằng cái gì? Bằng các cái ke góc nhôm, hoặc là gì, có một số đơn vị người ta muốn tiết kiệm thì người ta có thể khoan trực tiếp cái lỗ bậc ở trên này, thì anh cũng thể hiện luôn để cho các bạn biết là cái một số bên người ta sẽ làm như thế nào. Rồi ạ, thì nhôm này là nhôm 30-60 thì nó sẽ là M6 lỗ lông trụ lục giác chìm. Đấy ạ, các bạn thấy là số bên người ta sẽ làm như thế nào. Để nó tiết giảm chi phí. Thế nhưng mà cái ưu và nhược điểm của tùy từng phương án, thì từng trường hợp nó sẽ khác nhau, thì các bạn sẽ phải chấp nhận những cái vấn đề đấy, chứ đừng hỏi là anh ơi em làm thế này không thì cái này phải em tối ưu hơn. Mỗi một cái các bạn đều phải trả cho nó một cái giá nhất định, giá có thể là giá về giá số tiền, và giá có thể về việc là mình gia công nó gây lệch gây méo, thì cái việc các bạn lắp ráp sẽ gây khó khăn cho các bạn. Đương nhiên là cái giá đấy các bạn phải trả, chứ không thể tức là cái nhà cung cấp hoặc là cái đơn vị chế tạo đấy, người ta phải chấp nhận cuộc chơi đấy.
không thể đòi hỏi là mọi phương án đều tối ưu. Đây đây chính là cái nỗ quan này. Bắt bu lông xuyên vào đây, vào bên đầu bên trong này các bạn sẽ taro nắp vào thì không cần nắp ke. Đấy đấy là một trong cách đơn giản để mình làm tối ưu, có thể làm nhanh, mình không phụ thuộc quá nhiều vào vật tư. Ví dụ mình giả sử mình không mua được kịp chẳng hạn, đúng không, thì đương nhiên là cái việc mà các bạn xử lý như này đấy là xử lý trong tình huống gấp. Còn thông thường anh thì anh thích là các bạn nắp ke. Bởi vì sao? Bởi vì nắp ke thì các bạn sẽ được, các bạn hiệu chỉnh được. Còn nếu không các bạn tiếp tục nỗ đầu thôi, tức là hai bên này các bạn đục một nỗ thôi để bạn nắp cái đầu tiên để đảm bảo cho dễ nắp làm thôi. Còn đâu cố gắng là các khác sẽ nắp, thì sau đấy mình xong lưu tên theo quy định của công ty, hoặc từ tùy vào các bạn muốn lưu. Được chưa? Rồi lưu này, giả sử đây là khách hàng số bao nhiêu đấy, dự án số bao nhiêu đấy, mình sẽ lưu vì là con lăn băng tải, con VE thì CN CON đúng không, 01 đã. Rồi bây giờ đây là mình đang vẽ khung băng tải gồm có khung nhôm, khung rằng và các liên kết khác đúng không, thì mình sẽ là cụm quản áp số 1. Rồi ạ, đây là khung tiết thứ nhất để làm nền thì mình sẽ làm số thứ tự là 1. Rồi ạ, khung nhôm 30 nhân 60 được chưa? Rồi các bạn lưu lại, sau khi các bạn làm xong được rồi thì các bạn sẽ tạo tiếp này bản vẽ nắp của cái khung thứ nhất theo đúng trình tự thế. Rồi đấy ạ, các bạn đừng có đưa chuột vào đây nhá, đưa vào đây là không đồng ý đâu, đã đưa chuột vào rồi là toang. Đừng để nó ra to ở một góc nào đấy trong không gian, mình đi tìm nó mệt lắm, cố gắng là đừng có kích như thế. Rồi các bạn trở lại, đưa các bạn start, không kích ok này, vậy thì nó sẽ tự động càng buộc mà nó không có loát nữa. Nó đòi hỏi bạn có để cho nó to hay không thì các bạn kiểm tra này. Thì khi các bạn thao tác như thế thì cái chi tiết của các bạn nó nằm đúng vào cái vị trí gốc tọa độ, các bạn không phải làm gì cả. Rồi các bạn xây lại được. Rồi các bạn đánh vô số 0 không bằng cái CL 01 được chưa. Rồi bây giờ đến phần tiếp theo là các cái tấm được gá trên cái này. Thế thì bây giờ làm thế nào để cái tấm đấy được bắt lên trên đây thì mình phải tính toán, đúng không? Bây giờ mình sẽ vẽ này, chọn lưu bát, chọn ở giữa này. Thế tại sao lại cho làm ở giữa, đúng không? Thì nhìn thấy mình chia nó mới dễ. Rồi đấy, các bạn nhìn thấy đều căn cứ hết, nhưng không thể tự dưng mà nó không có căn cứ cả. Rồi bây giờ nó ở giữa đấy không? Thì đến đó, giờ các bạn làm cùng lên cùng cái đường biên dạng, mọi thứ nó đều nằm ở cái điểm mà mình kiểm soát, đúng không? Rồi bây giờ mình làm theo, bây giờ cái tấm này nó sẽ bắt ở đâu? Giả định nó gặp ở đây. Rồi thì mình sẽ phải làm cho nó đến điểm này. Giả định nhé, có thể sẽ phải điều chỉnh đấy. Rồi bây giờ xong này. Cái tấm này thường nó sẽ sử dụng bằng cái gì, bằng vật liệu, bằng inox hoặc bằng thép tấm mạ, tùy vào cái yêu cầu của khách hàng. Mình sẽ chọn là tấm 1.5. Rồi đẩy nó lên, các bạn nhìn thấy ạ. Rồi các bạn mít tập lên được chưa. Thì ở đây là cái kích thì nó là 500 à 400, thì là 400 cộng với 30 anh phần nữa là 60, các bạn nhìn thấy ạ, nó bằng hẳn ra ngoài. Đây là anh đang làm theo cái giải pháp là bằng mặt trên và bắt đập các cái bu lông ở đây tập trong cái đường này để ôm sát, hoặc là các bạn tập xuống tận dưới này các bạn bắt được phía ngoài, tùy nhá, chứ không nhất thiết là phải dùng như thế. Rồi sau đấy các bạn bo tròn bốn góc
với những khách hàng mà người ta thích xịn sò, người ta thích là những cái sản phẩm của mình nó đẹp thì nên khuyến cáo cái tấm keo này nên dùng là inox, bởi vì sao, nó sẽ ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố bị dỉ, đúng không? Thì nhìn cái sản phẩm của mình mới đẹp được. Chứ mình nên làm chắc cái phản thì xấu thì mình đề xuất này khách hàng là thép là inox. Rồi sau đấy xong thì các bạn sẽ làm thêm một bản tiếp theo là nếu để cái tấm thẳng như thế này mà để như này thì nhìn nó làm sao, nhìn nó rất là xấu đúng không, và nó yếu, cho mình gập hai đầu, mình gập nó là khoảng tầm 15 hai đầu nhá. Rồi ạ, mình đang kiểm soát chiều dài rồi 15 này xong này, các bạn sẽ edit cái profile bởi vì nó đang vượt ra ngoài cái nhôm. Đúng rồi, kéo bên này. Thế để nó nhanh thì các bạn nhập cả hai kích thước hai đầu không, các bạn select with the void, các bạn đưa nó về giữa, vậy thì về mặt nó về giữa luôn, đúng không? Rồi các bạn nhận cái stem lên của cái nail lên đúng không? Các bạn nhìn chưa? Rồi các bạn quay ngược lại, về đấy các bạn chọn, vậy nó nằm ở đây đúng không? Mà nếu mình làm ở đây thì mình nắp nó sẽ không chính xác và nó cũng rủi ro về mặt gia công, thì mình đừng làm như thế, là mình sẽ phải để cho có một cái khe hở nhất định nào đấy, đúng không? Là 2 ly để đảm bảo rằng trong quá trình gập ấm không có sai số. Ừ anh nghe nào. Ừ. Đặt kia nhỉ. Bây giờ nó khách nó hành như thế thì đành phải chịu thôi chứ biết nào được. Người ta không xác nhận thì mình cứ nắp hoàn thiện xong rồi mình về mai lại phải thu xếp đến thôi. Cứu gì bây giờ khách nó không thích thì làm thế nào được nó. Để nhé, anh bảo ông xuống check cho tôi đi xong rồi cho tôi về. Ơi. Ừ. Ừ thì cứ làm theo yêu cầu thôi chứ cứ nào được. Rồi. Đấy nhá, các bạn nhìn thấy đúng không? Thì nó sẽ gập được vào phía trong. Thì mình để ý chọn gập, nó phải gập bao với trong. Đây này, offset ở trước. Rồi các bạn bỏ bên trong thì cho nó có error tròn thì các bạn gọn offout tỷ lệ nhỏ thôi. Hôm trước nó dạy tập dạ. Rồi thì các bạn làm nốt thì các bạn nhớ nhé, các cái chi tiết làm như này thì các bạn nhớ bo tròn ở cái góc này để giảm các cạnh sắc khi các bạn lắp ráp, chứ không phải là cứ gập lên tấm xong là mình xong đâu. Bây giờ những loại như thế này là mình sử dụng là gì ạ, dùng máy laser rồi thì mình sẽ phải làm bo tròn cho cái sản phẩm của mình nó phải đẹp, nó khác còn so với các đơn vị khác, không thể làm vớ vẩn được nhỉ. Được. Trường hợp mà mình vẫn cần kiểm soát mình cả nó đi đấy, các bạn nhìn thấy không, thao tác rồi vậy là chúng ta đã làm xong cái tấm keo đúng không ạ. Thế bây giờ tấm keo đấy, bây giờ mình sẽ làm công tác tiếp theo này. Bây giờ giả định trên cái chiều dài của nhôm profile này nó đang là bao nhiêu? Nó đang là 2797 đúng không ạ? Bây giờ mình chia này. 2797 chia cho 3 thì nó ra là 932 đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ làm là 930. Thì cái tấm này cần phải làm với cái chiều dài là 930.
chứ không phải là đến cái điểm mình ràng buộc cái đâu. Giờ mình trở lại. Chín trăm ba mươi rồi, tiếp tục này. Bây giờ các bạn ẩn các cái biên dạng két xuống để các bạn nhìn cho nó dễ nhá. Rồi giờ anh sẽ đưa cái giao diện đồ ở cái hiệu ứng đồ họa của cái inox đánh trước để vào nhìn cho nó. Đấy, các bạn nhìn nó xước chưa? Rồi. Giờ phiên bản nó lên nào. Rồi, đây là đang chậm tốc độ lại này. 9 32. Đảo ngược lại 3 tấm. Được chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, vậy là các bạn đã để chừa ra để gầm đến có sai lệch vị trí đúng không? Sai lệch về kích thước. Trong thiết kế mình phải tính thượng dư luôn thì nó sẽ bằng luôn cái điểm mà mình cần. Thì đây là cái tấm keo mình đặt nhé, thì mình sẽ bắt bu lông, mình sẽ đục lỗ ở đây thì các bạn sẽ đục lỗ, anh sẽ không làm cái công đoạn đấy cho các bạn nữa. Đó. Còn lại thì bây giờ keo này, sau khi công đoạn đấy xong thì các bạn lưu cái tấm đấy sang một tên mới là số 2 để đuôi vào. Còn các bạn kích được phải, các bạn được save path rồi, các bạn kích ok, nhớ đọc tiếng Anh. Bởi vì trong đấy nó ghi rất rõ rồi, mình chỉ đọc là hiểu được thôi. Vậy là mình đã giải quyết xong cái gì ạ? Cái phần cung đúng không ạ? Thế thì mình cũng phải nhìn ở đây này. Trên cái chi tiết như thế này mà mình bố trí với cái cụm nghi này thì cái thanh ngang này này nó đang ở cái vị trí nó không hợp lý đúng không? Một là nó phải nằm ở vị trí nào? Một là nó phải nằm ở thanh đây đúng không? Xong là làm thanh đây hoặc là nó nằm ở giữa các cái khung này đúng không? Thì nó sẽ cứng hơn so với cái việc mình bố trí ở các cái điểm như này đúng không? Thì các cái điểm thanh ngang này các bạn phải bố trí hợp lý. Anh ở đây anh chỉ vẽ để cho các bạn biết được là khi mình lắp ghép kết cấu thì nó sẽ như thế nào thôi. Còn đâu mình điều chỉnh thì mình đòi hỏi cái năng lực, cái trình độ của người thiết kế. Được chưa? Rồi bây giờ công đoạn tiếp theo là ở đây nó sẽ có một cái gối tăng chỉnh và một cái khối cố định dựa trên các cái layout mà mình đã định hình trước. Thế thì bây giờ mình sẽ vẽ gối này. Gối thì có rất nhiều loại gối khác nhau. Thế nhưng bây giờ anh sẽ làm cái loại gối đơn giản nhất có thể. Là loại gối này. Bây giờ bắt đầu mình vẽ ra ngoài này. Mình do mình dùng sử dụng nhôm 30-60 nên mình sẽ phải dùng gối với cái profile nhôm luôn. Tức là toàn bộ cái này đều bằng nhôm hết. Rồi, chọn đường gai này, vẽ này. Đưa lại chuột vào vị trí tê điểm này, quay ngược lại nó ra thành khung tròn này. Rồi. Chọn đường tròn vào đi. Chọn. Được chưa? Rồi, được kích thước là 60 bằng cái nhôm profile luôn. Rồi, từ đường thẳng này mình chọn meet the point. Được chưa? Nhập khoảng cách. Do cái con controller của mình là 64 hoặc là 60 đấy đúng không? Thì mình phải để làm sao cái cung tròn ấy, khi nó quay cái cung tròn ở trong cái cung tròn này thì nó phải lé được cái cung tròn này. Nếu không thì nó lại cực, tức là gì? 60 và chia đôi sẽ là 30 đúng không? Thì tối thiểu cái này nó phải là 35. Đúng không? Hoặc có thể là lớn hơn tùy vào, đây là cái gối tự động nhá. Thì là mình không tăng chỉnh đây. Thì mình sẽ là như thế này, trong một số trường hợp các bạn lắp, các bạn làm thì mình sẽ chỉnh được, nếu không thì nó lại bị xô lệch beo. Thì thông thường thì sẽ đều làm là hai đầu đều chỉnh được, một đầu cố định một đầu kia phải chỉnh được. Nếu không chỉnh được thì sẽ làm sao, thì sẽ bị xô beo và các bạn không xử lý được. Thế khi mà kỹ thuật càng cao thì cái đấy mình xử lý càng khéo, được chưa? Thế thì bây giờ mình sẽ phải để nó để chỉnh được lên xuống một tí. Mình làm để cho nó giống nhau, thì tại sao anh lại nhập đấy? Các bạn cứ bình tĩnh nhìn tiếp ạ.
rồi 30 chính là cái độ dày của nhôm. Rồi sau khi các bạn vẽ xong được cái gối nhôm như thế này rồi đúng không ạ, thì mình phải 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 có cái chỗ để chứa ổ bi đúng không? Thì bây giờ mình chứa ổ bi này. Thế thì tại sao lúc mình vẽ đây mình làm thì lúc mình mết ở kia ấy, mình cũng phải để ý. Chứ nếu không thì lại lại chạy lung tung phẳng lên. Thế bây giờ mình lắp ổ bi ở đây thì mình dùng ổ bi bao nhiêu thì thông thường các bạn sẽ là sử dụng cái ổ bi tiêu chuẩn. Thì hôm nay anh sẽ không lôi cái lệnh tiêu chuẩn ra mà anh sẽ đục cho các bạn luôn để các bạn thấy được. Giả định mình sử dụng cái ổ bi 6 bao nhiêu đấy thì mình sẽ đục cái lỗ lỗ như lỗ đây để lắp được cái ổ bi đấy vào. Đầu tiên mình vẽ cái tròn. Xong mình điền kích thước. Mình sử dụng ổ bi 42. To nhất có thể để tăng cái độ lực. Các bạn đừng quan tâm đến cái việc là mình chọn ổ bi nó có chịu được lực không. Các bạn chọn cái ổ bi là to nhất có thể để lực nó khỏe nhất. Được chưa? Sau đấy khi mình nhập kích thước vào thì các bạn điền luôn cái size kích thước nhá. Theo đúng tiêu chuẩn khi lắp ổ bi. Đúng không? Thì để làm gì? Để các bạn nhớ và người khác người ta bóc ấy, người ta sẽ tuân thủ các không sai yêu cầu. Được chưa? Rồi ổ bi này nó là bao nhiêu đúng không, mình phải tra nó, tra cái thông tin của nó đúng không? Thế thì bây giờ anh cứ giả định là anh đục theo đúng đi thì độ dày nó là tầm 11-13 đi. Rồi đấy ạ. Tiếp tục này, đục tiếp này, mình phải thoát được cái cờ bọc đúng không? Mình lại kích thước cái đấy, mình có offset độ dày của cái offset để tránh cái ổ bi ra ba. Rồi mình đục tiếp một lần nữa, cắt chút đúng không, một ly hoặc là 2 ly đấy tùy các bạn nhé, và có thể cho 3 ly cũng được vì ổ bi đấy tôi dày. Thế rồi tiếp tục này, đục tiếp rồi bây giờ mình sẽ sử dụng to nhất có thể. Lý do vì sao mình phải đục hai lần như thế? Thì khi nào các bạn lên mở lên nắp thì các bạn sẽ nhìn được thấy cái lý do này nó xuất hiện. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng chamfer này, chamfer các cái cạnh này. Được chưa? Rồi chamfer này. Cùng chấm nào. Rồi, giờ các bạn lưu lại này. Xem vào đây. A601. Được. Cái này nắp là gì đúng không? Để nhìn rất nhiều câu hỏi xảy ra trong đầu các bạn. Thì cứ mình tới. Rồi, thứ 2. Thứ 3 này. Đối thủ rộng. Phía motor. Đó. Cái motor là phía quyết định. Rồi. Sẽ chèn vào bản cái nắp này. Rồi ạ. Đây ạ. Thế thì khi các bạn vẽ vào đây, điều gì sẽ xảy ra? Nếu như các bạn vẽ profile nhôm này, nếu các bạn sửa thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Thế thì khi các bạn vẽ thì các bạn phải làm thế nào đấy nó dễ thao tác. Ở đây này bắt đầu này. Thì mình vẽ thế nào để hợp lý. Nếu không mà mình biết vào đây là nó loạn xạ lên thì cuối cùng là hỏng ăn hết. Thì cái chi tiết của mình nó là bề mặt đây đúng không ạ, các bạn nhìn thấy không? Rồi ạ, mình mết vào cái mặt trên này. Rồi ạ, bây giờ làm nào vào trong cái điểm này đúng không, thì do mình kiểm soát ở cái cạnh này rồi mình phải mết luôn vào một profile luôn. Được chưa? Rồi còn cái điểm đầu vào này đúng không, mình có thể mết luôn cái nhôm này cũng được. Thế nhưng nếu mình thay đổi nhôm này thì điều gì thay đổi? Thì đương nhiên cái profile không làm như thế. Mình sẽ phải làm như thế này. Ẩn body này. Khi các bạn làm các bạn ẩn body để cho thế thì cái farm sẽ hiện lên đúng không? Thì mình sẽ tạo cái blend ở hai đầu. Tạo cái blend ở hai đầu, ẩn các cái set này đi. Để mình sẽ chọn cái điểm mà mình đang buộc mình muốn. Rồi, các bạn chọn ở đây. Các bạn chọn điểm này, các bạn chọn đường này, tức là mình đang cần một tạo một cái bề mặt có đi qua góc cái đường. Rồi ok,
chính là đầu motor, thì mình sẽ ghi là fan motor. Rồi đầu phía bên kia mình cũng phải tạo sẵn một cái đấy để tí nữa mình lắp ghép cái gối tăng chỉnh. Rồi ạ. Tương tự đúng không ạ? Rồi ạ. Có thể các bạn new là tiếng Việt luôn cũng được, nhưng mà cho nó được chưa? Rồi ạ. Để mình lúc mình mết thì nó dễ nhìn đúng không ạ? Rồi bắt đầu quay lại bản vẽ này. Các bạn sẽ thấy nó hiện lên khi chọn vào show plane. Đúng không ạ? Đấy. Thì các bạn có thể kéo thu nhỏ lại cho nó nhìn cho đỡ sợ. Được chưa? Rồi, kích này. Rồi, các bạn kích vào cái plane gốc đáy này. Bạn biết này. Đúng không? Vậy thì bạn thấy nó đang sai cái gì đấy. Đúng không? Sai xong đây à. Thế thì khi quá trình mình vẽ thế thì mình sẽ phải để ý. Thế thì để làm được cho nó đúng. Chứ nếu không thì lại sai. Thế thì khi vừa lên đang đặt mình đang đặt sai chứ không phải là do mình vẽ sai đúng không? Thì khi các bạn tại sao anh lại làm như thế? Các cái thằng buồng vì làm sao? Bởi vì nếu không thì các bạn sửa cái gì ở trên tấm này này, nó sẽ không còn cái gốc nữa và nó mất các bạn mết thì nó gây ra sai và nó lỗi rất là nhiều. Thế nên là cố gắng làm thế nào phải tạo ra các cái điểm trung gian để làm gì ạ? Để xử lý nó, chứ nếu không thì lại hỏng mất, được chưa? Thế thì cái nhôm của mình nó đến đâu thì mình phải hiện nó đến đấy. Thế bây giờ cái nhôm của mình nó đến đâu thì mình quay ngược lại mình xem này. Đây, cái nhôm profile của mình nó đến tận đây cơ. Vậy cái điểm ở đây mình không chọn mà mình phải chọn cái điểm ở đây đúng không ạ? Rồi, bạn sẽ ẩn cái đấy đi đúng không ạ? Đây ạ. Đây là cái nhôm profile, nó phải điểm này. Vậy thì mình mết motor ở đây, cái điểm quay này thì nó phải là điểm đầu này. Đây ạ. Kích vào đây ạ. Vậy là ok. Rồi, kích ok này. Đấy các bạn nhìn thấy ạ. Đấy là cái mà để ví dụ cho các bạn thấy rằng khi các bạn làm thì các bạn sẽ kiểm soát trước khi các bạn làm lệnh để làm gì ạ? Đảm bảo việc mình thực hiện ấy nó chính xác, nó không lỗi ít lỗi nhất khi người ta sửa, chứ không là vẽ tùm lum hết cả lên rồi cuối cùng sửa rất là mệt. Rồi bây giờ sâu lên này thì nó đã gần như thành hình rồi đấy. Đây ạ, bạn nhìn thấy ạ. Thế bây giờ cái gối này với cái này nó bắt kiểu gì? Nhìn thế này nó bắt kiểu gì được? À, nó bắt kiểu gì? Bây giờ rãnh này rãnh nhôm, bắt kiểu gì? Thì nó có rất nhiều cách bắt. Thế thì một trong những cái cách bắt như thế nào thì anh sẽ để cho các bạn suy nghĩ thêm. Còn lại anh sẽ xử lý ở cái bên phía bên này. Để làm thế nào để mình xử lý được cái chi tiết này một cách đơn giản, hiệu quả và chỉnh được. Thế thì ở bên này này mình sẽ vẫn sử dụng cái gối này nhưng mình sẽ chuyển sang trạng thái custom. Đây ạ. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái option nữa là mình cho phép cái gối này được chỉnh 10 ly, tăng lên 10 ly và giảm 10 ly. Chọn config, chọn là low motor, gọi là L motor, để tạo thêm một cái option phía bên đối diện. Đúng ra sẽ không cần phải làm như thế nhưng mà mình vẫn phải làm. Hoặc là có thể mình để 5 ly thôi cũng được, thì sẽ là 45 mình ăn bớt đi 5 ly. Được chưa? Rồi, mình sẽ có thêm một cái option nữa đấy ạ. Các bạn nhìn thấy nó ngắn hơn đúng không? Thế thì khi các bạn vẽ rồi các bạn đưa nó vào đây. Thế thì điều gì nó sẽ xảy ra? Đây ạ. Rồi tiếp tục này. Thế thì là các bạn mết này. Lại mết bằng cái này đúng không ạ? Thế thì thông thường thì các bạn sẽ nhảy vào đây, các bạn sẽ mết
dạng tròn luôn. Tức là tôi cứ mết tròn cho nó dễ làm đúng không ạ? Thì khi các bạn làm như này cũng là một cách. Thế nhưng nếu như mình kiểm soát ấy, thì mình sẽ mết, mết theo kiểu khác, mà mình sẽ không mết như thế này. Anh thì anh sẽ không mết như này, nhưng mà anh cứ ví dụ để cho các bạn thấy được cách các bạn làm ấy, là các bạn cứ nhảy vào các bạn mết thôi. Thì điều gì nó xảy ra? Đáng lẽ ra mình sẽ phải vẽ cái chi tiết này này, nó phải nằm ở cái gốc tọa độ của cái chi tiết ấy, nó phải nằm ở cái ổ vi ấy, chứ không phải là nằm ở cái cạnh này. Thế thì mình muốn nằm ở cạnh này thì mình phải làm thêm một cái option nữa ở cạnh này, đúng không? Thì nó mới đúng. Hoặc là nằm ngược lại, tức là mình nằm gốc ở đoạn này nhưng mình phải làm thêm một cái blend ở mặt giữa này, để làm gì? Để mục đích để mình kiểm soát mết, chứ mình không mết trực tiếp vào các cái mặt của cái body. Bởi vì khi mình sửa các cái mặt của body này thì là nó mất, thì đương nhiên nó sẽ mất ràng buộc, nó lỗi lên, nó chạy tùm lum hết cả lên, đúng không? Rồi tiếp tục, bây giờ một cái chi tiết nó đang như này thì bây giờ đáng lẽ ra mình sẽ mết vào cái đường này đúng không? Thì mình có rất nhiều cách mết, thì đây cũng là một cách khác nữa đấy. Các bạn mết này, chọn mết này, đúng không? Rồi các bạn nhìn anh làm nhé, các anh đừng kích vào những cái body, khuyên các bạn luôn, đừng kích vào body, các cái surface của body. Nếu như nhìn vẽ chơi, vẽ một lần duy nhất thì đúng là vẽ như thế là hợp lý. Nhưng nếu vẽ để custom cho nhiều lần thì đừng vẽ trên cái nền đấy, và được chưa? Các bạn nhìn thấy không? Toàn bộ sử dụng các cái gốc tọa độ để ràng buộc hết, tức là các cái mặt cơ sở. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Ở đây nó có cái khe hở, tức là mình sẽ có thể chỉnh được lùi vào 5 ni và chỉnh ra. Được chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục này. Người ta thông thường thì người ta sẽ làm cái gối này có cái tai, các bạn nhìn xem một nơi người ta làm có cái tai nó bắt ở đây. Thế nhưng anh không làm điều đấy. Thế giờ giải quyết tiếp này. Rồi, vẽ chi tiết số 4. Chi tiết này nhằm mục đích là tối ưu hóa và tối giản hóa. Thì đây, với cái loại này thì lại vẽ kiểu khác. Chơi nó hơi phù khoảng. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Toàn bộ lệnh là vẽ bằng chuột và bàn phím, chứ không di quá nhiều thứ như các bạn đang làm đâu, là cứ kích kích kích. Được chưa? Rồi, các bạn dùng, một là các bạn dùng định chút nhé, hai là các bạn dùng sheet metal. Thì thông thường với công nghệ hiện đại bây giờ thì người ta dùng laser, với cái loại sơn tĩnh điện thì người ta dùng laser để người ta làm, chứ không cần phải là ấy nữa, rồi cắt phát được biên dạng luôn và lắp luôn vào là xong. Thế nhưng nếu như bạn nào muốn đẹp thì sẽ phải phay nhôm từ tấm hoặc phay thép bao quanh. Thì anh xin phép bỏ qua cái công đoạn đoạn đấy mà tập trung vào cái lĩnh vực chính thôi, được chưa? Rồi, chi tiết này đã được xong này. Thế còn nỗ nạc như nào thì anh cũng xin bỏ qua, bởi vì cái phần này nó cũng tương đối là dễ, không khó để các bạn không làm được. Kể cả cái phần chamfer R này này cũng không đưa vào đây, thì nó đơn giản đúng không ạ? Đấy, ra phải chamfer thì anh cứ chamfer cho đẹp, nhưng thông thường anh sẽ ẩn đi để làm gì ạ? Để cho nó dễ, cho nó nhanh làm, được chưa? Mình sẽ yêu cầu trên bản vẽ. Rồi, tiếp tục cái chi tiết này cần phải đục lỗ đúng không ạ? Thì bây giờ mình không đục lỗ bằng sketch nữa, giống như vừa đang kích, bây giờ mình sẽ đục lỗ bằng hâu cho nó khác đi. Tùy vào các bạn nhé, các bạn chọn hâu custom, các bạn chọn dạng symbol, các bạn nhập vào đây 30 đẹp là thao ôn, bạn kích vào đây đấy ạ. Được chưa? Các bạn đã xong được cái này, các bạn lưu lại rồi ạ. Chi tiết số 4 đấy, tiếng đồng hồ đã hết rồi đấy. Mic khối, được chưa? Rồi, yên tâm, nắp nốt cái này vào cho các bạn nghỉ, không thể bảo cản trở. Đời nó khủ khoảng lắm. Rồi ạ, tiếp tục bây giờ anh làm hết để cho nhanh nhé, chứ không lại làm nhiều cái kia. Rồi, tiếp tục này. Rồi ạ. Đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ mết nốt nữa là khắc bọt. Thế đừng, khi mết như thế này rồi thì cố gắng làm sao? Mết đúng vị trí, đúng đưa, đúng mặt. Bây giờ không chọn là con fit nữa, dạng con sai đần nữa, mà chọn song song. Được chưa? Thì bên này tương tự.
Rồi ạ, bên này tương tự. Thế bây giờ mình làm tương tự, thì bây giờ bắt đầu mình mường tượng ra đường nó lắp ghép kiểu gì rồi đúng không? Ở trên này mình sẽ đục cái lỗ. Đây ạ, trên tấm này mình sẽ đục cái lỗ này. Nó rãnh M6 thì mình sẽ đục lỗ M6 để mình lắp bu lông M6. Được chưa? Rồi. Đấy. Rồi các bạn điền vào kích thước này. 10. Năm mươi rồi, giờ tiếp tục này, chọn hai thằng này luôn, chọn đối xứng. Thế các bạn vì sao các bạn nhìn thấy không, nó số lượng lệnh cũng như số lượng thao tác nó sẽ ngắn đi, chứ ông nào mà vẽ cứ gian đom vị trí là thấy là nó điên lắm. Được chưa, nó ngang này, xong đủ ràng buộc luôn, đen hết cả chỗ luôn. Ok. Đấy, chính là người ta sẽ lắp cái bu lông thút qua đây. Hiểu được đoạn này chưa nào? Rồi, thì bây giờ bên phía bên kia đối diện thì mình cũng làm tương tự như thế, nhưng mà bây giờ mình nếu như mình đưa sang bên này vì chính xác đối xứng thì bây giờ không cần làm như thế mất thời gian. Chọn sang mirror. Rồi, chọn ok. Được chưa? Thế chính là cái khe hở này này. Chính là cái để chỉnh đấy, được chưa? Thế thì để làm thế nào để chỉnh được cái này thì có rất nhiều cách nhé. Một là gì, ở ở đây mình sẽ làm thêm một cái nữa để mình đẩy cái bu lông, mình đẩy cái tấm này ra ngoài, hoặc là đẩy tấm vào trong, hoặc là gì, hoặc là các bạn taro cái vào đây và các bạn làm một con eq đấy, các bạn vặn dạng eq lục giác ngoài, các bạn vặn sẽ đẩy ra ngoài hoặc đẩy vào trong, thì tùy vào cái khe hở các bạn làm đúng không? Thì để giấu cái công nghệ này thì các bạn sẽ đẩy cái tấm này nó nòi hẳn vào bên trong cái tấm này một tí, để người ngoài người ta nhìn vào là người ta không thấy được cái khe hở đấy, thì lúc đấy phải đẩy tỉnh ở bên này. Còn nếu như các bạn không cần đẹp quá thì các bạn để nguyên ở đây, được chưa? Còn nếu không thì các bạn phải che cái điểm này đi để người ta khách khách hàng hoặc người sử dụng người ta không thấy cái khe hở như này, được chưa? Thì hôm nay là đến đến đoạn này là dừng nhỉ. Rồi đấy, đây là gối, thì bây giờ mình sẽ lắp được cái động cơ vào đây, gác với cái con lăn chủ động ở đây, còn cái con lăn bên bị động này thì sẽ nữa. Rồi ok, xây nào. Rồi có một người yêu đang đợi. Kiểu nó dạng này. Kiểu nó dạng này.